Vâng, cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Clip của ngày hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2021. Trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy những sản phẩm cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây để gửi cho 4 vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc đài sáp GF3 số 9. Chiếc đài này thì về với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh trong một tuần trước rồi. Cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh cũng đã thông báo hàng về trên kênh. Và ngày hôm nay thì cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh cũng đã nhận được đơn của vị khách hàng đã chốt bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh. Vâng, và hiện tại thời điểm này thì cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh chỉ còn duy nhất một chiếc 3 số 9 nữa thôi. Vâng, chiếc 3 số 9 thì cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh trưng bày tại trên cặp loa S18035 mã kia. Vâng, vậy sản phẩm của ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh xin test gửi vị khách hàng có địa chỉ tại Hoàng Mai, Hà Nội. Anh đã chốt sản phẩm này với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh trong buổi tối muộn của ngày hôm qua. Và những sản phẩm được cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh thông báo hàng về có 2 chiếc điện thoại đá cẩm thạch, một chiếc hộp có trưng bày một chiếc thuyền ở phía trong, chiếc thuyền rồng gọi là thuận buồm xuôi gió. Thì cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh cũng đã nhận được đơn của vị khách hàng đã chốt. Thì ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh lên danh sách thông báo sản phẩm được rời khỏi cửa hàng. Và cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh sẽ test nhạc và đóng gói vận chuyển những sản phẩm cho những vị khách hàng đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh cung cấp. Vâng, cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh thì đang test cho quý khách hàng nghe là chiếc đài sáp 3 số 9 có mặt tại cửa hàng. Sau đây cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh sẽ đọc danh sách của 4 vị khách hàng đã chốt 4 sản phẩm như sau. Em muốn tay thật cao, vâng, chiếc đài sáp 3 số 9 thì cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh đang test gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Anh cũng đã chuyển khoản hết số tiền đầy đủ cho cô chủ shop rồi. Và vị khách hàng chốt sản phẩm là anh Trần Xuân Hải có địa chỉ tại thôn Bột Xuyên, xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội. Anh chốt chiếc điện thoại đá cẩm thạch. Chiếc điện thoại đá cẩm thạch này thì về trong buổi tối ngày hôm qua, cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh cũng đã thông báo có một cặp đôi hoàn hảo về với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh, rất đẹp luôn. Vâng, và chiếc thuyền buồm, thuận buồm xuôi gió này rất là đẹp. Thì cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh xin gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh chốt chiếc này trong buổi trưa của ngày hôm nay, rất đẹp luôn và giá trị thì cực kỳ là hợp lý. Vâng, size rộng tầm 30 và cao hơn 30 một chút. Vâng, những sản phẩm này thì bên trong thì được thiết kế là nhựa mạ vàng, cũng có thể là kim loại mạ vàng, rất đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo nữa cửa hàng xin gửi cho vị khách hàng thứ tư ở clip này, cửa hàng xin gửi cho anh Vũ Thanh Quang. Anh có địa chỉ số 5 Phan Văn Đáng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Anh chốt một chiếc điện thoại đá cẩm thạch hôm qua cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh trưng bày tại góc phía tay phải. Thì ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh cũng bày ở phía tay phải. Anh đã chốt chiếc này, và chiếc phía bên cạnh này thì anh Trần Xuân Hải cũng đã chốt sau, và anh cũng đã chốt được chiếc này. Vâng, đây là chiếc đài sáp 3 số 9 cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh đang test cho quý vị và các bạn nghe chất âm của sản phẩm đây ạ. Vâng, những chiếc đài sáp 3 số 9 hoặc là đài sáp 1000 thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đèn vu nó khác biệt hơn với những chiếc đài sáp 3 số 7. Và chất âm của những chiếc đài sáp GF1000 cũng như 3 số 9 này thì rất là hay. 3 số 7 thì cực kỳ là huyền thoại rồi ạ. Vâng, sau đây quý vị và các bạn có thể nghe một đoạn ca khúc cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh đang test gửi cho khách hàng có đơn đặt hàng bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh nhé. Nhắc đây bao lúc xưa cuộc cùng.
thầm hòa tài hân vong quốc gia. Người xưa đâu mà thác kim cao đứng như buồn lầu, lầu càng đầu nay thấy trăng rừng xanh xanh mà chung đường về đây mau như loan thân chưa phai dấu, thương trắng tâu hồi khi hờn thân khó tàn. Phía ngoài chung đường đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sông xa xa tắt, mơ bóng chim thuyền chế bồng vừa thôi. Chung đường về đây màu như loan thân chưa phai dấu, thương trắng tâu vui khi hờn thân khó tàng. Phía ngoài chung thương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sông xa xa tắt, mơ bóng chim thuyền chế bồng là vừa thôi. Về kinh đô ngàn thớt oai uy hiếp quân giặc, cửa hàng cũng xin phép quý khách hàng cửa hàng chỉ test một cửa một thôi nhá, bởi vì cửa hàng để trên một cái đế xoay này, bấm vào đây nó quay tít mù luôn ạ. Người lao động đi kiện một số đối tượng. Vâng, thế và thủ tục thì các bạn khi đó thì lúc đó là thủ tục luật sư sẽ giúp và cái tổ chức công đoàn sẽ giúp đỡ, chứ còn thực ra cái thủ tục hoàn hảo, tôi trình bày thì khách hàng nhận nhưng được mà làm được theo cái đó rất vất vả, và đặc biệt là nó về số lượng không lớn, thế mà các quan tòa đang quá tải thì dẫn đến là rất ngại. Cửa hàng thì chỉ bắt được AM thôi, chứ còn đương nhiên là những vị khách Hà Nội thì có thể bắt được các kênh khác nữa. Vâng, vậy clip này cửa hàng âm thanh Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 4 vị khách hàng có địa chỉ tại và tòa án họ đã giải quyết. Về đều là Hà Nội đã chốt đơn nhé. Vâng, rất là khó mà qua chương trình này thì tôi muốn nghĩ rằng là khách hàng này đều có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp. Đều là những vị khách hàng thường xuyên theo dõi và quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh đã ủng hộ những thiết bị bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp. Vâng, để kết thúc video này tại đây, cửa hàng âm thanh Hạnh đang phối ghép một bộ ở phía sau để test theo yêu cầu của một vị khách hàng, cũng như test lên kênh để quý vị và các bạn có thể nghe chất âm của những chiếc đầu cơm Lakamachi và những chiếc âm ly săn xui và những cặp loa Chinchina. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.